cẩn thận thế đấy. Em làm anh phải trả tiền cho em bốc vác đấy này. Rồi, chào các anh em, chào các bác. Này đưa anh Tuấn lên sóng tí đây. Giới thiệu các bác là đây rồi lép lá nhỏ đây. Đấy. Rồi cao sản Đắk Lắk đấy. Em đang bốc đi cho mấy anh ở Đồng Nai. Anh Thắng ở Đồng Nai với anh Cường ở Đắk Nông chuẩn bị nhận cây nhá. Này, cây quá đẹp. Đấy, thực người thật việc thật nhá. Đây, cây đẹp tuyệt vời đây. Đấy. Sợ nó lẫn nên thành nha, cứ phải làm từng chậu một. Ai à, chơi quả cứ như là vận động viên cái gì ghi điểm bóng chuyền ấy hả? em cứ tưởng là cứ mỗi lần là một vạch thẳng hàng luôn. Một thời là nhảy vào anh Hùng lại tiếp tục. Đấy, số lượng này em chuyển đi cho các bác ấy là gần 2.000 cây. Đây. Anh Thắng ở Đồng Nai đây. Các bác này thì đặt hàng cho em lâu rồi, giống rồi này thì đặt mấy tháng nay rồi. Giờ cây là trồng được rồi, em nó mang ra ngoài này để em cho nó quen ánh nắng mặt trời á. Cho đây để quen ánh nắng mặt trời là cứ cái chậu này có vẻ hơi bé nhỉ. Phải không? Không thì bê cứ 10 cây một đi cho nó dễ, nhưng mà cái chậu sợ khó xếp à. Số lượng này thì các bác đã đặt hàng cho em rồi nhé. Chòm chỗ này sẽ chuyển hết cho anh Thắng, anh Cường với cả anh Dũng. Còn phần trên này là sẽ về Tuyên Quang, mấy Hà Giang này, rồi Hải Dương này. Rồi các bác ở trên Gia Lai các bác đã chuẩn bị đón cây nhá. Đấy, cây là cũng tương đối rồi, từ vườn ươm rút ra đây cho nó quen ánh nắng mặt trời nên khi mình trồng nó không bị táp. Cây quá đẹp. Hôm nay lại chuyển cây ngày mưa, không sợ cây bị héo. Không, cây viết đấy không được hả? Viết này không viết được. Rồi, thì chuyển... Lấy loại viết mình ăn mua vậy. Lấy cái loại viết cái kia hả? Ừ. À. Làm xếp không? Thiếu gì viết. Cái này không viết được. Chúng ta bây giờ cứ nghỉ nhá. À. Rồi, để lấy cái anh cái viết khác. Bút á? Vâng. Đây, viết này được không anh? Viết... Đây này hả? Loại này phải dễ viết. À. Đấy, đánh có mực không? Có. À. Loại này biết được. Hết mực cho phù lại. Ờ, anh có lấy bút loại này không? Em lấy cho một cái khác. Không phải đâu. Hết mực à? Cái loại này toe hết đầu rồi. Mang về cái gì vứt đi luôn. Hết mực toe hết đầu rồi. Đúng, nhưng mà đúng chuyên nghiệp với khác, xếp cái cây nhìn đẹp hẳn đấy nhỉ. Vừa rồi em chuyển ra Quảng Ninh và em với anh Hà đấy mà hai anh em xếp cây buồn cười. Mà cái này là không phải nghề của em, cái em là nghề chạy tre. À, nhưng mà em cả xếp cây nữa. Công hơi cao đấy, quả này phải trả công hơi cao đấy. Không vấn đề gì. Không có cây hơi cao. Hôm nào mời riêng cho vài ly nữa. Tài xế có dám uống hay không chứ. Tài xế là uống đâu. Đấy. Đây là giống rổi lép lá nhỏ đây các bác nhé. Nhiều bác nói là sao thấy lá nó to thế, nhưng mà đây là ghép cái cây nó khỏe ra thế, thì có đến cây thứ hai là nó bé tí. Lá nhỏ lát tắt. Bà cứ xách 2 cây 1 là bỏ chậu là nó nói hai tay là 4 2 đúng rồi. Đó. Đánh dấu kỹ từng chậu một là không sợ bị thiếu, không sợ bị thừa. Đấy. Cũng không mong muốn là để thiếu của các bác
Đấy, và các bác không mong muốn là em đếm nhầm đúng không? Đếm nhầm đến nơi các bác lại thấy nó dư ra, xong là lại này lại điện này bảo đưa số tài khoản đây để chuyển tiếp thì ngại lắm. Rồi em, bác nào có nhu cầu về giống dổi lép lá nhỏ nhé thì alo cho em, số điện thoại là 0989 037 67. Em nhận theo đơn đặt hàng của các bác, trực tiếp làm để gửi cho các bác đây. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Cái đấy có cần kề, cái đấy có cần phải cột lên không, sợ nó ngọn đấy. Đâu về mà tùm bọc nhiều thế này. À, cửa đi đâu rồi mà à, cửa mở chứ không phải đi phá. Giờ chuyển đi Đồng Nai. Bác Tài đêm nay bác lại đi em út ở Gia Nghĩa. Lại hẹn hò cô nào ở Gia Nghĩa đây nên là đang tính là tối hôm nay là đến Gia Nghĩa ngủ xong với rau cây. Đấy. Rau cây ở Gia Nghĩa xong là sáng bắt đầu với lại chạy xin Đồng Nai. Đấy. Cái này gọi là đi vắng nhà khỏi nhà hợp pháp đây, không sợ vợ nghi ngờ. Rồi thì các bác nhá, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.